Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 Right On. Hôm nay chúng ta giải sách bổ trợ Unit 1 Test 2. Câu số 11. Hotel, home, house, hospital. Vậy thì chữ H nào phát âm khác chúng ta khoanh vào nó. Và trong trường hợp này chữ H trong câu C là bị câm. Chúng ta không đọc là how mà chúng ta đọc là out. Out. Chữ H bị câm, chúng ta khoanh vô. Câu số 2. Wardrobe. Cái chữ A này phát âm là O. Wardrobe. Wall là all luôn, awesome là all luôn, là park là chữ A và chúng ta còn là câu D này. Câu số 13, towel là chữ tờ đầu là towel, furniture lại là chờ, là kitchen là chờ, kitchen, kitchen là city là chữ tờ và kit là tờ luôn này. Nha, towel là tờ luôn này và furniture là chữ chờ với con là câu B. Câu số 14, phát nhấn âm. Khi mà chúng ta đọc cái đề, chúng ta thấy chữ stress này là nhấn âm. Chúng ta nhấn cái nào mạnh hơn, chúng ta biết này, under thì cái chữ ân mạnh hơn, chúng ta gọi là nhấn âm đầu. Below, below, below là nhấn âm 2 đúng không? Above là nhấn âm 2, behind là nhấn âm 2. Chúng ta đọc lại này, below, above, behind. Vậy chúng ta khoan vào câu A. Sang câu số 15, the driveway. The driveway là đường dành cho ô tô đó, lái xe ô tô đó. The driveway, nhấn âm đầu, terrace, terrace. Cortex và detached là năm 2. Vậy đáp án đó là câu D. Rồi sang cái phần mà ngữ pháp từ vựng, tôi sống trong một cái gì rất là đẹp, nó ở trên tầng 15. Cái này là tầng, quên tầng 5. Tầng 5 thì nó là một cái flat, một cái căn hộ, nó trên tầng 5 được. Chúng ta khoanh vào câu D. Có một cái bàn rất to ở đâu trước cái gara. Rồi chúng ta qua câu số 17 này. Có một cái bàn rất là to ở ở đâu? Trước cái gara. Và bây giờ floor là cái sàn, garden là cái vườn, row là cái hàng, driveway là lối đi dành cho ô tô. Vậy chúng ta chọn garden. Sang câu 18, đây là một cái gì đẹp? Từ một họa sĩ, artist là họa sĩ người địa phương. Vậy thì đang nói về họa sĩ thì chúng ta phải chọn là painting là bức tranh, fireplace là lò sưởi, ban công ly là ban công này, chimney là ống khói. Rồi vậy chúng ta còn vào painting. Câu số 19, có một cái bàn cà phê như thế nào với armchair? Câu A phía trước, câu C là phía sau, câu B là bên trên và under bên dưới. Chúng ta loại câu B và câu D đi, chúng ta còn câu A và câu C thôi nha. Cái bàn cà phê phía trước á, phía trước cái ghế. Chúng ta chọn in front of. Câu 20 nè, cái nhà của bạn gần gần nhà của bà Annie phải không? Đây chúng ta nói nhé, chúng ta cần sở hữu cách là nhà của bà Annie. Thì Miss C Annie House không có phải sở là sai này. Chúng ta chọn câu C này, nhà của bà Annie. Sang câu 21 này, tôi có táo trong giỏ nha. Đây là câu khẳng định, chúng ta xài xăm bởi vì ở đây táo chú nhiều. Câu 22, có một vài cái gì trong cái cửa hàng đồ chơi, toy shop, cửa hàng đồ chơi. Bây giờ có một vài đứa trẻ đang là xài số nhiều đúng không? DA là cộng danh số nhiều này. Chúng ta chọn children là số nhiều của child đó. Child là một đứa trẻ, còn children là nhiều đứa trẻ. Câu số 23, anh ta đang làm gì? Ở nhà cả ngày dài. He boring, anh ta nhàm chán. Nhàm chán là boring. Câu 24 này, cái gì của căn phòng là 4,6 cm, 2,8 cm là đơn vị đo lường. Ok, đây chúng ta gọi measurement. Rồi. Câu 25. Hỏi cái gì mà rẽ trái vào đường King Road và sau đó thì rẽ phải ở ngã tư thứ hai, bệnh viện nằm bên tay trái bạn đang hỏi đường đi tới bệnh viện. Nha. Câu A, excuse me, xin lỗi, bệnh viện có gần quán cà phê không? Câu B, bệnh viện như thế nào? What's the hospital like? Câu C, can you take me to the hospital? Bạn có thể đưa tôi đi bệnh viện không? Câu D, can you tell me how to get to the hospital please? Bạn có thể nói cho tôi cách đi tới bệnh viện không? Chúng ta chọn câu D nha. Rồi sang câu 26, excuse me, xin lỗi, can you tell me the way to the music shop? Bạn có thể chỉ đường cho tôi tới cửa hàng âm nhạc hay không? Go along the road, đi theo con đường. Ok, cái hình này hơi bị mờ, nhìn không ra. Music shop nằm ở đây này. Vậy thì take the first turning, second chứ. Take the second turning on the right. Nó nằm tại đây thì rẽ thì nó nằm bên tay trái, tay phải. Rồi, take the second turning này, on the right là câu B.
Rồi sang câu 27, tôi sống trong một cái ngôi nhà biệt thự. Detached, detached là sai rồi, detached house sai rồi. Nhá, detached phải viết như thế nào? Thêm ED. Rồi, câu 28. Tháng thứ 12 của năm là tháng December, thứ 12 phải là 12L. Trailer phơ thờ ha. Rồi sang câu 29, tìm từ đồng nghĩa. Đồng nghĩa của từ calm là êm ả, bình tĩnh là từ nào. Sau trận mưa to tối hôm qua thì cái khu vực khu phố của chúng tôi yên ả, và sáng nay cái từ yên ả nó đồng nghĩa với cái từ quiet. Cái từ opposite, từ trái nghĩa của từ cheap là rẻ. Cheap là rẻ và trái nghĩa với rẻ là mắc, mắc là expensive.